Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Khánh Quang, sinh năm 1990, trú xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, tại một quán cà phê ở phường Xuân Phú, tổ công tác công an thị xã phát hiện Trần Khánh Quang đang thu 4 triệu 500 ngàn đồng tiền lời của số tiền dây 30 triệu đồng từ chủ quán cà phê. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Khánh Quang, tạm giữ một xe mô tô, hai quyển sổ ghi nội dung cho dây. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ hung khí nguy hiểm, sổ sách và gần 200 tờ giấy mượn tiền. Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng hoạt động cho dây với lãi suất từ 180 tới 240% một năm, cao hơn 9 tới 12 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định. Trong các vụ án liên quan đến tín dụng đen, cơ quan công an cho biết các đối tượng cầm đầu đều có vỏ bọc tinh vi nên độ ẩn thân ngày càng cao, khó phát hiện. Phương thức của đối tượng là kết hợp giữa cho dây theo phương thức truyền thống và cho dây trên mạng. Người dây chỉ cần để lại số điện thoại, lời nhắn, bài đăng trong nhóm kín, các đối tượng cho dây chủ động liên hệ, yêu cầu khách hàng cung cấp ảnh căn cước công dân và thông tin địa chỉ cư trú, nơi làm việc và các thủ tục vay tiền. Chính vì nhanh và tiện lợi trong quá trình vay nên xảy ra nhiều hệ lụy. Tại thành phố Hà Nội, sau khi tiếp nhận tin báo về một gia đình bị nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà, đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường và truy xét. Qua quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng ném chất bẩn do Nguyễn Phi Hùng cầm đầu. Từ đầu năm đến nay, đối tượng này mở dịch vụ cho dây với hình thức trên hội nhóm mạng xã hội. Đối tượng Hùng và 4 đồng phạm khác bị công an tạm giam. Tất cả từng có tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng. Sự bủa chay của tín dụng đen len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Ngay cả những người có vị trí và thu nhập cao trong xã hội cũng phải cậy nhờ, bất chấp mức lãi suất cắt cổ. Người phụ nữ có tên viết tắt là T.O., giám đốc một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội, đến cơ quan chức năng trình báo việc bị một nhóm đối tượng thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe dọa. Chị cho biết tháng 5 năm ngoái, chị có vay 3 tỷ đồng, theo thỏa thuận 10 ngày, đóng lại một lần. Việc trả lại chậm trễ, đối tượng Lại Tuấn Dũng, 46 tuổi, ở quận Hoàng Mai, giao 3 người đến nơi làm việc, nhà mẹ của chị O, để chửi bới, đe dọa và gọi điện khủng bố. Kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định lãi mẹ để lãi con, chị O thiếu tổng cộng 5 tỷ 300 triệu đồng từ Dũng, lãi suất gần 110% mỗi năm. Đủ kiểu đòi nợ tín dụng đen, người đàn ông có tên viết tắt là Ca, trưởng phòng hành chính nhân sự của công ty MH ở Bình Dương cho biết. Trước đây có một vài công nhân của doanh nghiệp vay tiền từ tổ chức tín dụng đen rồi mất khả năng chi trả. Công nhân vay tiền nghỉ việc giữa chừng ở công ty rồi cắt đứt liên lạc. Sau khi tấn công người thân của người vay không hiệu quả, phía cho vay quay sang khủng bố nhiều người ở công ty. Các đối tượng gọi điện nhắn tin đề nghị phải đòi tiền thay nếu muốn yên thân.